xin chào mọi người, đây là vlog quay lại hết những món mà mình đã ăn trong một tuần. Mọi người nhớ follow Insta của mình nha, còn đây là page Facebook. Sorry mọi người, tại vì mình đang bị khàn họng cho nên là cái giọng của mình nó sẽ hơi kỳ chút xíu. Sáng nay thì mình ăn hamburger cũng 1 phút 30 giây. Hồi nhỏ mình hay ăn chỗ này lắm nè, từ lúc nó có 15 ngàn mà bây giờ nó lên gần gấp đôi. Ê, có rau, có rau. Mấy nay còn có cái thẻ cào này nữa nè, để coi có trúng được gì không. Ê, chữ gì nè? Rồi, lần sau. Không, chứ sẵn. Vẫn. Trời ơi. Được không ấy? À, chưa, không có được. Nè giờ đúng là dục luôn ấy, khỏi. Ê, bữa bà đưa tao đúng một tờ, tao mở ra con mô hình avatar mày. Trời ơi, chúc chị may mắn được. Thôi bây giờ mình sẽ ăn đây, cái này là hamburger gà thì phải. Trời ơi, húng hồn luôn, nó mê lắm. Ở đây được cái trà sữa rất là ngon, mình hay uống trà sữa không đá thì nó sẽ ngon hơn. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Mà chết rồi. Rồi sao ăn mà? Mày ăn đi, mày ăn đi. Mình cảm ơn vì bữa ăn này rất là nhiều. Oh my god, ngon quá nè. Mình hầu như là không có bữa sáng nào mà không ăn sáng hết trơn á. Tại vì ăn đầy đủ nó sẽ có năng lượng cho cả ngày mình học bài. Yeah. Nhưng mà bị kế là mình hay ăn nhanh á, mình rất là khó để ăn chậm nhai kỹ. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Đúng rồi, và thông điệp của video này là đừng bỏ ăn sáng nha. Tiếp theo mình còn có bịch bắp rainbow nữa nè. Trời ơi sao ăn nhiều dữ vậy ta. Cái này là loại bắp ngọt thì phải. Mình cũng hay ăn bắp caramel nữa. Loại này trong gói để vào lò vi sóng rồi ăn thôi. Mình được Bảo Trâm tặng á. Bảo Trâm là cái bạn ngồi kế mình nè. Mình lại đổi camera nữa rồi. Vì cái thằng kia nó không cho mình mượn camera nữa. Đây mày. Hours later. Ta-da, trưa nay thì mình ăn cơm nhà thôi, còn có ly trà đào cam sữa nữa. Lộn, trà đào cam xả. Chỗ này ở đối diện cổng sau trường mình luôn nè. Siêu siêu ngon luôn. Bây giờ mình sẽ vừa ăn vừa coi người ta đi du lịch. Nhìn đã quá à, ước gì thi xong cũng được đi. Thôi ăn cơm trưa đây. Trước khi ăn mình đều làm dấu để cảm ơn vì bữa ăn. Mình nhớ mình từng xem một đoạn trong phim Home Alone, cảnh mà nhân vật chính trước khi ăn có làm dấu và nói lời cảm ơn những người đã làm ra bữa ăn. Mình cảm thấy điều này cũng rất là hay. Nó giúp mình biết trân trọng đồ ăn hơn và đặc biệt là không được để thừa đồ ăn nha. À, mình sẽ review cái ly trà đào này nha. Cô chủ bán ly nước này cho mình rất là dễ thương luôn. Mấy lần mình mua, cô hay tặng thêm cho mình mấy cái thạch cô tự làm, xong rồi cô còn hỏi thăm là học có mệt không. À,
Và ăn cơm xong rồi thì mình sẽ ăn canh, thường chủ yếu ăn rau á, ăn rau nhiều cho da đẹp khe khe. Mình có thói quen ăn rau từ nhỏ rồi, bữa cơm nào mà không có rau là mình không có ăn được. Trời ơi sao hôm nay nghe cái giọng mình lão quá. Thêm trái cây nữa nè, cái này mình ăn ké thôi. Nên là ăn có một miếng thôi, đâu dám ăn nhiều đâu. Nó giỡn thôi chứ đang no lắm rồi. Không mà trà đảo đây ngon thiệt sự nha. Thứ bảy chủ nhật mình ở nhà mình còn ghiền nữa, mình phải chạy xe vô trường để mình mua. Ngon xuất sắc. Ủa rồi ăn ké nữa hả? Ăn gì ăn dữ gì? Để cho tao đi. Cao mày với mày. Thôi tụi tao tự xem. 3 hours later. Chiều đi học về thì mình có mua thêm bánh mì Campuchia, xong rồi về nhà thì ba đã mua sẵn cho mình hộp cơm gà nữa. Trời ơi. Nhưng mà thôi ráng ăn chung cho ba mẹ vui. Đây là cơm gà người Hoa thì phải, còn cái này là bánh mì Campuchia mình mua ở quận 3. Chỗ này siêu ngon luôn á. À, mới bị đứt tay. À. Giờ mình sẽ ăn cơm gà trước thôi, tại mình sợ nguội á. Với cái chuyện ăn uống thì mình rất là dễ ăn, cái gì mình cũng ăn được hết á. Nhưng mà bị cái là mình rất là sợ đồ ăn bị nguội. Ở nhà ăn cái gì mình cũng hâm lại hết trơn á, nên lâu lâu hay bị la hoài à. Tại mình thấy nguội quá, đồ ăn nó cũng không có ngon lắm. Hu hu, không biết có ai giống mình không ta. Thôi bây giờ thì sẽ ăn tiếp bánh mì thôi. Mình share cho mẹ một nửa ổ rồi chứ sao ăn nổi. Bánh mì này mình có ăn một chỗ bên Cống Quỳnh rồi, nhưng mà mình thấy chỗ quận 3 này ngon hơn. Bên chỗ quận 1 thì có không gian rộng để ngồi, còn bên quận 3 thì chủ yếu mang về thôi à. Giỏi gì muốn gì, thật sự là một bớt coi TikTok lại đi mấy đứa. Hello, giới thiệu cho mọi người, đây là cái đơn săn sale mình săn được hồi 25 tháng 3 thì phải. Mấy ngày này thường nó có mấy cái mã free ship á, nên là mình mua thêm mấy cái kẹp để dành kẹp tóc. Hai bịch này thì chỉ có giá là 11.000 thôi. Mình tưởng là nó dày nhưng mà giao tới thì mình thấy nó hơi mỏng. Nhưng mà hơi kệ, màu cũng xinh. Mình cũng hay dùng mấy cái kẹp này để kẹp váy nữa, tại vì cái váy của mình nó hơi rộng á. Dây và sáng nay mình được ăn bánh bao nè. Trời ơi, ăn bánh bao buổi sáng nó no đúng lâu luôn á. Nhưng mà nó rất là ngon. Mình học máy lạnh nhưng mà ăn trong lớp thì nó cũng không sao lắm. Tại vì mình ăn bánh bao thì nó không có mùi. Quá ngon luôn. Ở trong nó có nhân thịt xá xíu, trứng muối, trứng cút nhiều lắm luôn á. Nhưng mà tiếc quá mình không có biết chỗ mua, tại cái này bạn mình mua. Wow, ăn trong lớp nhìn chill quá đi. Trưa nay có tập thể dục mà nóng quá khát nước, nên là mình đặt chung với mấy bạn hồng trà ngô gia. Ở đây thì mình thường uống hồng trà hoặc là trà bí đao. Trà sữa Đài Loan cũng khá là ngon nè, nhưng mà mình thường uống trà nhiều hơn. Cái nắng đẹp hơn nè, mặt nhìn ghê quá. Không đi đó, chế độ ăn còn sáng mắt rồi. Sao cũng chạy đi đi Oh my god, học thể dục xong được ra về sớm nên là mình đi ăn luôn. Sẵn mua thêm nước uống nữa, tại nãy uống chưa đã. Mình có mua thêm loại mới là trà ổi hồng thì phải. Mình thấy nó cũng ngon, nhưng mà nó hơi mắc, như là 28.000. Trời, đừng nói 82.000. Chỗ mình đi ăn là bánh chén trứng cút lòng đào. Chỗ này chắc là nhiều người biết lắm nè. Trứng cút ở đây siêu ngon luôn. Mình không có ăn bánh chén, chỉ ăn trứng cút thôi à. Mình sẽ ăn nó chung với nước chấm muối mỡ hành. Cái mình rất là thích là nó không có bị chảy ra, nhưng mà nó siêu dẻo luôn, nó không có bị tanh nữa. Chỗ này là mình nhớ hồi năm lớp 9, lúc mà ôn thi tuyển sinh á, chị họ mình có chở mình ra đây ăn một lần. Buổi tối đó mình chuẩn bị đi học thêm, xong rồi cái chị mình rủ đi ăn. Lúc đó mình cũng buồn buồn chán chán, đi ăn xong rồi cái mình vui vẻ tươi tỉnh lại liền luôn. Bởi vậy bây giờ mình cũng hay ăn uống lặt vặt lắm, tại càng lớn càng có nhiều việc phải lo hơn, stress cũng nhiều hơn, nên là mình càng thích ăn. Có điều là dạo này mình cũng tăng cân mà thôi, còn có mấy tháng nữa, ráng chơi trong giới hạn là được. Ăn xong rồi còn tí thời gian nên là mình ra quán cà phê học bài luôn. Mình bị yếu toán hình học kỳ 2 quá, cho nên là tranh thủ ôn được lúc nào thì ôn luôn. Nhưng mà quên, lúc này máy gần hết pin rồi nên mình không có quay được gì nhiều, có chụp lại tấm hình nè. The next day. Ta-da, sáng nay đi học thì mình ăn xôi. Không mà mình thật sự rất là biết ơn vì sáng nào cũng có đủ bữa sáng để ăn, mà còn là đồ ăn rất là ngon nữa. Nó sẽ giúp cho tâm trạng nguyên ngày của mình được vui vẻ hơn. Mình từng xem video ai đó nói về cách mình thức dậy mỗi sáng sẽ quyết định một ngày của mình. Giống như kiểu mình đón chào một ngày mới bằng một cái năng lượng tích cực thì cả ngày của mình sẽ được vui vẻ, kiểu vậy thôi. Như ngủ dậy gấp mền cho nó gọn gàng nè, rồi ăn sáng thì không cần phải là đồ ăn ngon, mà kiểu mình phải enjoy. Ủa, ba cô gái Hà Lan đi đâu đây? Trưa nay tụi mình qua nhà Khiết Tâm, là cái bạn áo hồng này nè. Tụi mình qua chơi với bạn cho bạn đỡ buồn. Thiệt ra là qua ăn ké đó. Nhìn cái tủ đồ ăn đã chưa, nhưng mà mình có lẩu ly mua dưới Family Mart rồi. Mọi người Khiết Tâm sẽ nấu đồ ăn cho mình. Cảm động. Cái này mày khó vậy. Mày lấy xúc xích chưa? Nhỏ này nó đang ăn gì? Đã nói là có đồ ăn rồi mà Khiết Tâm nó cứ đòi nấu cho mình ăn, nên là thôi mình sẽ ăn cho Khiết Tâm vui. Không có ai phụ hết, buồn đó. Cái gì nữa? Gì đây? Không, có lâu mày phụ mà ai đừng dạ, có cách xúc xích cho mày đi.
Nghe tai mình. Nghe tai mình lạ. Ok ăn hai. Ok ăn hai. Màu đẹp quá vậy. Trưa nay Khiết Tâm ăn cái món gì á mình quên tên rồi, nhưng mà nó có bột ăn với nước mắm thì phải, đúng không Khiết Tâm? Trời, bàn ăn thịnh soạn quá nè, bữa cơm ấm áp gia đình. Oh no, mình lại uống trà ổi nữa rồi, sao che mắt mà uống hoài vậy trời. Nó đưa mình cái cát này luôn á mọi người. Sao mà nó có thể đưa. Cái này mình ăn là mì carbonara gì á, nó mặn mặn nhưng mà nó cũng ngon. Ê, nhưng mà ngồi ăn trưa chung dễ vui quá nè. Ha, ngồi ăn nãy giờ mới nhớ chén kim chi cắt cho đã, xong ăn gần hết mới nhớ ra, tức ghê. Thôi không sao, miễn là ăn ngon là được, rất là ngon luôn. Thôi vậy là xong rồi đó, bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái này thôi. Mọi người đừng có chê mình ăn nhiều nha, hu hu, tại vì mình ăn nhiều thiệt. Mà lẩu ly Family Mart là món ruột của mình luôn đó. Hồi lúc mới lên lớp 10 á, chưa ở lại trường mình không biết ăn gì hết, thì mình cứ vô Family Mart sau lưng bệnh viện đại học y dược á, mình mua chỗ đó hoài à, tại nó ngon. Bây giờ lâu lâu mình cũng hay qua đó ăn. Giỏi quá mọi người ơi. Thấy giỏi không? Hi hi. Ăn xong rửa luôn cho nó sạch rồi đi ngủ thôi. Bye bye. Tối nay thì mình có buổi học khá là trễ, nhưng mà đi học liên tục luôn nên là mình chưa kịp ăn uống gì hết. Hơn ở trong tủ còn có cacao nên là mình lấy ra uống luôn. Cả mọi người đều không mua thực phẩm bẩn, mua sản phẩm được rửa đấy, và chỉ có cách đấy chúng ta mới ngăn chặn cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn. Đó chính là đâu đây, đúng nào? Giật mình luôn á. Đương nhiên là rửa đấy, đó làm thực phẩm bẩn, đúng không? Bây giờ người ta làm thực phẩm bẩn nhưng mình không mua thì sao? Mình không mua thì bán cho ai? Bán cho thứ hai. Wow. Hôm nay các bạn yên tâm đi, hôm nay thầy rảnh lắm. Hôm nay thầy nói chuyện với các bạn cả đêm luôn. Nào, ngồi đây, căn điểm. Được, đấy. Thì thầy đều gọi. À, khoe với mọi người món quà mình vừa được tặng. Đây là loa Bluetooth của hãng Creative thì phải. Những cái món đồ này thì mình không có rành cho lắm nên là mong mọi người bỏ qua. Nhưng mà có vẻ chiếc loa này được đánh giá khá là tốt vì mình thấy âm thanh nó cũng rất là hay. Đây là chiếc loa thứ hai mà mình nhận được. Rất là cảm ơn hãng đã tặng cho mình món quà tuyệt vời này. Mình dùng để vừa nghe nhạc vừa tập thể dục luôn. Rất là chill. Mãi mãi.